Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Bầu Bàng. Thời gian qua, công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ở huyện Bầu Bàng được quan tâm chỉ đạo sâu sát và triển khai đạt kết quả tích cực. Tổng kết năm học 2023-2024, toàn huyện có hơn 16.600 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,93%. Còn lại, học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ 0,07%. Địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên đạt 100%. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chính sách, thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân thấy được lợi ích và tính ưu việt của việc tham gia bảo hiểm y tế học đường, đảm bảo mọi học sinh đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học. Làm việc với đoàn giám sát, các ngành chức năng huyện Bầu Bàng cũng nêu một số khó khăn, kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn đạt kết quả cao.